Nhân xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mon. Và dạo này thì mình hơi làm biến làm YouTube một tí xíu, nhưng mình đã suy nghĩ ra một cái content cũng khá là thú vị, đó chính là chăm sóc da cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam. Và các bạn có biết không, ở Hàn Quốc á, thì có rất nhiều các loại mỹ phẩm luôn, nhưng thường á, thì những loại mỹ phẩm này phù hợp với da của người Hàn Quốc thôi. Nhưng mà da của tụi Việt Nam tụi mình á, thì thường da tụi mình dày và kết cấu nó săn chắc hơn da người Hàn Quốc, cho nên là đôi khi mình xài đồ của Hàn Quốc á, thì thực sự nó không có phù hợp lắm. Và vô tình thì mình cũng biết dạo này ở Hàn Quốc có làm ra một bộ dưỡng da mà dành riêng cho người Việt Nam tụi mình thôi. Và các bạn có tò mò đây là bộ dưỡng da như thế nào không? Mình sẽ cho các bạn thấy trong cái vlog này hôm nay nha. Mà nếu các bạn có nhu cầu muốn mua bộ dưỡng da này á, thì các bạn có thể xem cái đường link ở phía dưới. Và khi các bạn mua qua cái đường link này thì các bạn sẽ được giảm giá đến tận 50% luôn nha. Chắc chắn, và hãng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là hãng Chiehu. Đây là một hãng mà dành riêng cho thị trường Việt Nam tụi mình thôi. Và sản phẩm mình đang cầm trên tay đó chính là sữa rửa mặt. Tại vì á, mình rửa mặt xong hết rồi, mình skin care. Nếu bây giờ mình ra ngồi tận nhà vệ sinh, sau đó mình bắt đầu rửa mặt cho các bạn xem, thì thực sự nó khá là phiền. Cho nên là mình sẽ review sơ qua về cái này, tại vì mình cũng đã dùng thử rồi các bạn ạ. Nhưng về thiết kế của hãng nó khá là dễ thương, theo kiểu màu hồng hơi bị vườn phấn một chút xíu, và nó nhìn rất là trẻ trung các bạn. Ngoài ra thì các bạn thấy mùi đặc trưng nhất của cái hãng này đó chính là cái mùi hương khá là dễ chịu. Nói về cái chất lượng của sản phẩm này á, thì mình thấy sau khi mà dùng xong thì đương nhiên là cái mặt của mình nó rất là sạch, và cái lỗ chân lông của mình cảm thấy nó được cải thiện hơn rất là nhiều, và chỉ bằng cách mà các bạn rửa tay bình thường thôi nha. Còn nếu các bạn dùng cái máy rửa mặt á, lên cái mặt các bạn á, thì thật sự nó sẽ đã hơn rất là nhiều. Thì một số sản phẩm mà chuyên về rửa mặt sau khi mình xài xong thì da mình nó rất là dễ bị khô, nhưng sản phẩm này sau khi mình xài xong á, thì nó vẫn còn lưu lên trên mặt của mình một cái lớp gì đó, một cái lớp màng bảo vệ giúp cho mình da mình không bị khô. Ngoài ra cái lớp màng này mình cảm thấy nó còn có cái khả năng kìm dầu, và đương nhiên cái sản phẩm này đương nhiên mình phải mua thêm để xài lâu dài luôn đó các bạn ạ. Tại vì mình thấy cái sản phẩm này nó khá là hợp với da của mình. Các bạn nhớ là các bạn phải chắc chắn rửa mặt trước, rồi sau đó bắt đầu cái quá trình skin care. Và cái giai đoạn đầu tiên để mà skin care chính là sử dụng toner. Toner giống như là một cái bước rửa mặt thêm một lần nữa giúp cho da các bạn nó sạch hơn. Toner thì nó không có mạnh như sữa rửa mặt, nhưng nó được một cái là vừa giúp các bạn rửa mặt sạch nè thêm một lần nữa, và nó còn giúp bảo vệ da của các bạn và chăm sóc da các bạn từ sâu bên trong. Và quan trọng là cái toner của hãng Chiehu này á, thì nó có chứa một loại axit tên là hyaluronic. Nó giúp làm dịu da các bạn do những cái kích ứng, và đặc biệt những bạn nào mà bị da về cái vấn đề kích ứng da đó thì các bạn nên xài cái sản phẩm này. Tiếp theo, cái bước cực kỳ quan trọng để skin care đó chính là dùng essence, là tinh chất dưỡng da. Đây là một loại essence dạng sữa. Cảm giác khi mà các bạn bôi lên da đó thì da nó rất là mướt và mịn lắm luôn, phù hợp dùng cho buổi tối. Hàm lượng dầu trong sản phẩm này khá là ít, cho nên là không bị cái cảm giác nhờn nhờn hay dính vào da đâu. Ngoài ra sản phẩm này còn giúp cho các bạn chống những cái nếp nhăn hiệu quả. Và sau khi một đêm khi các bạn tỉnh dậy thì các bạn sẽ thấy là da mình khá là mềm, căng, ẩm và nó không hề bị khô. Quan trọng hơn, đối với trường hợp của mình là hay bị đổ dầu á, và mình cảm thấy là sau khi một đêm mình sử dụng cái này thì không có hiện tượng đổ dầu ở lên da mặt mình nữa luôn. Và một trong những cái sản phẩm rất là quan trọng, đặc biệt là các bạn hay bị khô da, đó chính là kem cấp ẩm cũng như là kem dưỡng ẩm cho các bạn. Thì đối với lại kem này thì mình cực kỳ thích luôn các bạn, tại vì khi mà mình dùng xong á, cái vị và là bởi vì cái mùi thơm của nó để lại trên khuôn mặt của mình tạo cho mình một cảm giác rất là dễ chịu để mình có thể ngủ dễ hơn. Và quan trọng hơn á, cái chất kem giống như là da vôi vậy đó, nó ẩm ẩm mà nó mềm mềm mượt mượt, khi mà thoa vào da các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy nó thẩm thấu sâu vào bên trong da của mình. Và cái hiệu quả mình nghe được từ nhà sản xuất đó chính là nó sẽ giúp cho các bạn ngừa cái khả năng bị lão hóa da sớm, và ngoài ra nó còn giúp cho da các bạn sáng hơn và trắng hơn nữa. Cái mùi cực kỳ dễ chịu luôn. Thường thường khi mà mình skin care thì mình sẽ kết thúc bằng cái bước cấp ẩm này vào những ngày 24/6, còn những ngày 3/5/7 á thì mình sẽ thêm một lớp mặt nạ vào nữa để cho da mình á được thẩm thấu, được thêm nhiều dưỡng chất hơn vào trong da mặt của mình. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý là không nên lạm dụng quá, chúng ta không nên xài quá nhiều lên mặt của chúng mình. Khi mà chúng ta làm như vậy thì da của các bạn sẽ bị quá tải, và đôi khi da mình nó không thở được á thì nó sẽ ảnh hưởng da mình rất là nhiều. Cho nên mình thường sẽ chia ra những ngày là 24/6 thì sẽ không đắp mặt nạ, còn 3/5/7 mình sẽ đắp mặt nạ. Về sản phẩm này thì đôi khi mình đắp vào mình thấy cái lớp mask của nó hơi dày một chút xíu,
Nhưng ngoài ra trong nó có rất rất nhiều dưỡng chất mà các bạn có thể bôi thêm được trên tay, trên cổ hoặc là dưới những cái vùng mà các bạn muốn bôi. Và sau khoảng 15 đến 20 phút các bạn gỡ mặt nạ ra thì các bạn sẽ cảm thấy là cái lớp dưỡng chất này nó thấm sâu vào bên trong mặt của các bạn, khô và nó khá là thoáng, nó không bị rít rít như một số loại mặt nạ khác. Và mình cảm thấy nó cấp ẩm tốt và dưỡng trắng cũng như là sáng da rất là ok luôn. Ta-da, vậy là mình đã dưỡng da xong rồi. Đó là những cái bước dưỡng da mà rất là căn bản mà các bạn nên làm khi các bạn ở nhà cũng như là các bạn trước khi đi ngủ. Sắp tới, Jiehu sẽ cho ra mắt dòng kem dưỡng mắt. Và nếu sử dụng cả bộ như thế này á thì không cần lo làn da chảy xệ mà giá cả lại càng phải chăng nữa. Nhưng mà với những cái sản phẩm như là toner nè, essence nè và kem chống ẩm á, đặc biệt á là các bạn dùng sữa rửa mặt á, thì những cái sản phẩm như vậy thì các bạn có thể dùng cho cả buổi sáng buổi tối luôn, mỗi ngày nhanh nhất là 2 lần nha các bạn. Ok, còn nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những cái sản phẩm nào tốt với những loại da nào hay là những trường hợp da các bạn bị như thế nào á thì các bạn có thể comment ở phía dưới nha. Còn những cái bạn nào mà cảm thấy cái sản phẩm này khá là ok và phù hợp với nhu cầu của mình á thì các bạn có thể theo dõi được cái đường link ở phía dưới. Thì tại vì đây là một sản phẩm khá là mới, nó muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam mình, cho nên các bạn sẽ được giảm đến tận 50% khi các bạn mua đường link phía dưới nha. Ok, và vlog Skin Gang ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ăn ngon, tạm biệt các bạn.